Thế tại sao, lý do gì mà lại khiến anh quyết định là sẽ đi cắt bao quy đầu ạ? Thực ra là anh thấy nó khó vệ sinh là thứ nhất, thứ hai nữa là trông nó thẩm mỹ nó không được đẹp, rồi là anh thấy nó không được sạch sẽ lắm thì anh đi cắt thôi. Dạ vâng ạ. Em chào anh ạ. Anh ơi, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Anh tên là Trung, anh năm nay 29 tuổi. Dạ, anh được thực hiện dịch vụ gì ở bên em vậy ạ? Anh vừa thực hiện cắt bao quy đầu thẩm mỹ siêu phục hồi, cắt ngắn ngắn dây hãm, À, tạo hình chỉnh ngắn tạo dây hình, hãm bao quy đúng rồi, đầu đúng không đúng rồi, ạ? đúng rồi. Dạ vâng ạ. Em được biết rằng là anh được thực hiện đồng thời hai cái phương pháp, đấy là cắt bao quy đầu thẩm mỹ siêu phục hồi và tạo hình chỉnh ngắn dây hãm bao quy đầu. Thế thì cùng thực hiện hai cái dịch vụ cùng một lúc như vậy thì nó có khiến cho anh bị đau, bị cái cảm giác là nó khó chịu hay là nó bị nhạy cảm gì không ạ? Không, anh thấy nó bình thường, Dạ không có vâng. vấn đề gì. Thực ra trong khi phẫu thuật ấy, thì là bác sĩ Khánh có tiêm thuốc tê cho anh, thì lúc đấy thì anh không có cảm giác đau gì cả. Dạ vâng ạ. À, thế thì sau khi mà làm xong thì anh có được ra về ngay không hay là anh phải nghỉ ngơi ạ? Xong thì anh có nghỉ tầm 15 phút thì bắt Dạ. đầu là anh về. Dạ. Sau khi làm xong thì anh có cảm thấy là bị mệt hay là bị đau gì không ạ? Không có những biểu hiện gì. Dạ vâng ạ. Thế thì trong những cái ngày sau đấy thì anh có bị đau, có bị khó chịu gì không ạ? Cái cảm giác đau thì nó chỉ có hơi một tí, tầm khoảng khi mà hết thuốc tê thì hơi hơi gọi là nhói một chút, thì tầm khoảng 1 tiếng sau thì là không còn cảm giác gì là đau nữa. Dạ vâng ạ. Thế thì những cái ngày sau khi mà cắt bao quy đầu thì anh có vẫn đi làm, đi học hay là thực hiện những cái công việc sinh hoạt hàng ngày như bình thường không hay là anh phải nghỉ ở nhà? Thực ra anh thì hay chạy bộ, thì ngay buổi chiều hôm đấy thì anh có đi bộ rồi, hôm sau là anh chạy luôn rồi. À, dạ vâng, rất Không là có một tuyệt cảm vời. giác gì. Thế là chứng tỏ là nó không có đau, khó chịu gì đúng không cho Đúng mình rồi, đúng đúng. không? Dạ vâng. Thế tại sao, lý do gì mà lại khiến anh quyết định là sẽ đi cắt bao quy đầu ạ? Thực ra là anh thấy nó khó vệ sinh là thứ nhất, thứ hai nữa là trông nó thẩm mỹ nó không được đẹp, rồi là anh thấy nó không được sạch sẽ lắm thì anh Vâng. đi cắt thôi. Dạ vâng ạ. Trước khi mà cắt thì bác sĩ nói tình trạng của anh như thế nào ạ? Có bị viêm nhiễm hay là dây hãm bao quy đầu có bị ngắn không ạ? Dây hãm thì bị ngắn nhưng mà anh không bị viêm nhiễm gì. Dạ vâng, ôi thế là rất là tốt đấy ạ. Thế là anh đã chủ động trong cái việc mà bảo vệ sức khỏe của em của mình, chưa để cho mình gặp phải các cái vấn đề gì để mà mình đã đi thực hiện ngay. Thế là chứng tỏ là anh là một quý ông hiện đại đấy ạ. Cảm ơn em. Dạ, thế thì hôm nay em có vừa cắt chỉ cho anh rồi thì em cũng có cho anh xem vết mổ rồi đúng không? Thì anh có hài lòng với kết quả mà mình nhận được không? Đến hiện tại thì khá hài lòng. Dạ vâng ạ. À, với lại dịch vụ cắt bao quy đầu và tạo hình dây hãm bên em thì được bảo hành trọn đời. Đồng thời là anh sẽ được khám nam khoa hoàn toàn là miễn phí. Thì khi có bất cứ một vấn đề gì thì anh cứ quay lại để bác sĩ Khánh cũng như là đội ngũ y bác sĩ bên em phục vụ anh nhé. Ok Dạ em, cảm vâng. ơn. Anh có còn câu hỏi gì không ạ? Hiện tại thì chưa. Dạ vâng ạ. Thế thì để mà nói một lời nhắn gửi đến các nam giới mà chưa thực hiện cái thủ thuật cắt bao quy đầu này thì em rất là mong là anh có thể chia sẻ ở trên cương vị là một người đã thực hiện cái phương pháp này và chia sẻ những cái kinh nghiệm của một người đi trước để cho nam giới có thể chủ động trong quá trình bảo vệ sức khỏe cậu em của mình được không ạ? Thực ra nếu mà để mà cắt ấy, thì là mình khuyên là nên cắt càng sớm càng tốt, bởi vì khi mà cắt xong thì nhìn nó cũng vệ sinh sạch sẽ hơn, rồi là nhìn thẩm mỹ nó cũng đẹp hơn, rồi là cái lúc mà mình quan hệ thì mình nghĩ là nó cũng sẽ được hiệu quả hơn. Dạ. Nếu mà có điều kiện nữa thì nên cắt gói thẩm mỹ siêu phục hồi và cắt bằng máy thì nó sẽ không bị đau và cũng vết mổ nó cũng sẽ đẹp. Đúng rồi, như của anh đây là hiện tại là hoàn toàn là không có sẹo đấy ạ. Dạ vâng. Vâng, em rất là cảm ơn anh đã tin tưởng phòng khám và tin tưởng đội ngũ y bác sĩ của phòng khám ạ.